Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Ethereum, Ethereum và Ethereum. Ngày bây giờ là 9 giờ 31 phút sáng ngày 4 tháng 10 2023, ngày vừa luôn. Đây là giá của Ethereum, ngày bây giờ là 1644. Ờ à, đây là cái hình hài của nó vừa rồi nha. Nó có thể hồi xuống, hồi xuống tới một khoảng cỡ 1 12. Nếu mà nó vẫn nằm trên 12 là đầu cái vùng ở đây thì xác suất vẫn là lên lên và lên vẫn là lên nếu giá vẫn giữ được trên một hai ok dưới một hai thì mình mới nói là một cái câu chuyện mới biết là cái con đường nó rất là xa ngay bây giờ nhưng ok về gọi là vấn đề mà chứng tỏ nó đã lên lên và lên thì chưa bởi vì mình đang nằm trong cái sóng số 4 ok mình phải trống để mình có cái sóng số 5 xảy ra ok thì sóng số 5 ngay bây giờ là chưa xảy ra bởi vì vậy nghe nắm số 5 lên chưa xảy ra ok và mình chưa có ba cái sóng hồi bởi vì vậy mình chưa có thể chứng tỏ bất cứ một thứ gì hết à, mình có vẫn có thể là gọi là xuống 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 ngay bây giờ ok mình có thể phá cái đáy vừa rồi của nó là một ngàn rưỡi ba là một chuyện rất là bình thường à, ok mình nhảy vô luôn cái khung 1 giờ thì đây là vài con số bạn nên quan tâm tới ngay bây giờ nó đang có một sự bay bổng <laughs> bay bổng đây là cái kháng cự trực tiếp cho nó kháng cự trực tiếp cho nó Dùng cái kháng cự của nó cũng giống như là những cái nến ở dẫn đường bạn. Nếu mà nó đánh vỡ được những cái kháng cự này, ok thì xác uh, suất là sóng số 5 đang được diễn ra. Không chỉ vậy, nó đánh vỡ cái đỉnh vừa rồi của nó. Cái đỉnh vừa rồi của nó là 1750, nếu mà nó đánh vỡ cái đỉnh vừa rồi của nó thì mình biết là sóng số 5 đang xảy ra. Nhưng mà tới đây nghe, gọi là nó yếu, nó không phá vỡ được những cái 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 con này á, đây là cái kháng cự kế tiếp cho nó. Thì xác suất là xuống xuống xuống. Thì làm sao mình biết giá chuẩn bị quay đầu đi xuống? Thì đây rõ ràng bạn đã biết là 1660 nè Nhưng mà cái quan trọng á, là 1635 Mình vẽ cho bạn một cái mũi tên sẵn rồi 1635 nếu chống không được Thì xác suất sẽ nhảy xuống Rất à, rất nhanh ok Xuống cái vùng là 1565 Ok 1565 Nếu mà nó xuống được cái vùng này á Ok nếu nó phá vỡ được 1565 luôn á Thì những cái sóng này Sóng 3, sóng 4, sóng 5 sóng lên á Được hủy bỏ luôn Nghe là cái trend nó đã thay đổi từ Gọi là ngắn hàng từ lên nè trở thành xuống nếu mà nó đánh dưới cái con giá này à, mình cứ ghi vài thông tin xuống để mình coi thì mình có để đi làm một cách ngắn gọn nhất có thể cho bạn rồi sau đó mình xin phép kết thúc nhớ là cái vùng 1000 1002 nếu giá vẫn giữ được trên 1002 vẫn là lên 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 và lên ngoại trừ nó nằm dưới 1.200 thôi Ok thì nó mới là 6 ok à, riêng về cái khung ngày á nha cái khung ngày á thì xác suất sẽ gọi là ngay cái khung ngày nha thì uh, ngay bây giờ mình đang nằm trong cái sóng số 4 thôi Nghe nó phải trống để nó bay Và nhớ là cái con giá là này Nghe trực tiếp cái con giá là ngày này, này, này. Okay. Ngay bây giờ con giá của nó là 1 nha ờ, Trên 10 đô Nhớ cái đợt này đi lên Rõ ràng cái sóng số 5 đi, đi lên Nó sẽ nằm trong cái vùng đâu khoảng cả 1 9, Nghe 1 chín 1 8, 1 gì đó sau đó nó khoảng cỡ 1.900 chứ không phải là 1.800 đâu, ok, 1.900. Sau đó nó sẽ có ba cái sóng hồi, ok cần mình cần ba cái đóng hồi mình xưng một cái sự đột phá để đi lên mình có cái con giá là ba ngàn bốn ngàn còn nếu mà nó xuống năm sóng ok thì có nghĩa là mình quay lại cái uh, cái tập đầu tiên ngay cái tập đầu tiên có nghĩa là hồi 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 còn nếu ở đây mà có một luật sự đột phá thì mình sẽ lên cái vùng ba ngàn bốn ngàn ok thì đó là mình nhắc nhở lại bạn cái lần thứ 500 để bạn nhớ ok tên lô uh, nhớ đây một ngàn rưỡi à, mình sẽ lỗi bạn 1 ngàn rưỡi 60 Nghe 1 ngàn rưỡi 65 này 1 ,565. Đây Ok nó phải giữ nghe, nghe. Nếu nó không giữ Thì là cái sóng nó lên đó, đã, là, đã mất luôn rồi nghe. Thì hồi nãy mình đã nói rồi Ok mình nhắc lại chút xíu cho bạn thôi à, Ngắn hàng ngay bây giờ Những cái giờ tới đây Mình nói là những cái giờ tới đây nha Thì nó cũng giống như dự đoán là Ok đây là có một cái sóng hồi nè Rồi nó bắt bà, bập 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 bệnh đi lên Nghe bà bệnh đi lên Thì đây là cái trường hợp ngay bây giờ Bạn có thể là Đánh những cái lệnh Cho những người nào nói Ờ, mình à, đây cái vùng này là cái vùng bạn có thể đánh cái lệnh ok ở đây thì có thể bạn xóa nó đi ok à, bạn có thể vận chuyển cái cái vẽ này cho nó xuống sâu hơn chút xíu đúng không à, không phải lúc nào 100 phần trăm chính xác cái đó vẽ sâu hơn chút xíu đây nó kết nối với cái thằng cụ này kết nối với thằng cụ này là ngay bị cái vùng này ok bạn có thể đánh nó lên 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 tới cái mức giá này coi chừng cái giá này cái giá này nó nói lên cái gì? nếu nó đánh vỡ thì nó là lên nếu mà nó không đánh vỡ ok xác suất sẽ xuống lại đây là cái kháng cự trực tiếp cho nó ngay bây giờ ok à, rất mạnh nghe rất rất mạnh okay mình cần năm sóng lên ba sóng hồi ngay bây giờ chưa có ok, ba sóng hồi còn nếu mà nó 5 cái sóng hồi thì là xuống 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 lại cái giá lúc ban đầu ngay bây giờ năm sóng lên chưa có bởi vì vậy nó gọi là rất là pha trồ nó có thể phá vỡ đi xuống bất cứ lúc nào nghe năm sóng lên chưa có ba à, sóng hồi nhớ ba sóng hồi á là bạn đợi nha, không phải là nhìn thấy ba cái sóng hồi là nhảy vô liền mình đợi nó đáp cánh ba sóng hồi đáp cánh đi ngang một thời gian dài có một sự bột bộc lộ mạnh 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 một sự đột phá mạnh ở đây mình mới vô hàng cái chỗ này là cái chỗ đáng vô hàng để mình lên mình chốt cái con con một đồng ba ngàn bốn ngàn ok chỗ này là cái chỗ vô hàng nhiều ngay bây giờ ngắn hạn nha vô hàng ít ít thôi ít thôi ít thôi ít thôi ok Sống <laughs> à, sóng số 5 thì đáp cánh đầu khoảng có một ngàn chín ok nhớ là à, một ngàn rưỡi sáu nếu nó rớt xuống dưới đó nằm dưới dưới đó thì có nghĩa là cái sóng sống hệ lên á nó đã kết thúc nghe nó không còn xảy ra nữa à, ngay bây giờ để ý cái ngay bây giờ cái kế tiếp là nghĩ cái vùng này và cái vùng này nếu mà nó nằm dưới một nghìn một thì rõ ràng bạn đã biết rồi đó là cái nến dẫn đường đi xuống nghe cẩn thận nhưng mà nó lên tới cái vùng này á mà nó phá là vỡ được lên á thì mình sẽ quay đầu cái okay. thì đây mình đang nằm trong một cái thời gian gọi là thời gian nâu nghe và người mua và người bán sẽ quyết định à, vừa rồi nghe nó có một sự bay bổng ngắn hàng thì ngay bây giờ là những châu những người ở châu á đang nhảy vô nghe có thể là việt nam này hay là trung quốc vậy đó đang nhảy vô đang đẩy cái trò chơi à, thì à, cái ngày hôm nay là là một cái ngày quan trọng nghe à, nó nói lên xuống hoặc lên ok thì để để cho mình không bỏ lỡ nó à, đó là tín hiệu của ethereum bitcoin thì nó đang có một sự bay bổng này vừa rồi nó bay lên một khúc rồi bây giờ nó hồi lại ok thì đây đây là cái cái kháng cự trực tiếp cho nó à, và rõ ràng bạn cũng ethereum sẽ đi sát váy thằng bitcoin để ý thằng Bitcoin Bitcoin đi đâu thì Ethereum sẽ đi đó à, nếu, cái này là cái kháng cự uh, khá là mạnh nè Ok cái đầu tiên là 25.500 đúng không quay lại con số 25 27 500 27 500 nếu đánh vỡ thì mình sẽ có một cái gọi là cái hồi lên tới cái cái vùng này cái video về Bitcoin thì hồi nãy mình đã chia sẻ cho bạn rồi Ok xin chào người nhớ những cái thứ mình chia sẻ cho bạn nó đem tới giá trị cho bạn nó đem tới đồng tiền cho bạn nó đem tới chức xám cho bạn thì nhớ ứng vô cái ngón tay giúp mình ứng vô cái chữ like giúp mình Ok cho những người nào chi đăng ký cái nền tảng này một thời gian dài thì sau một thời gian dài bằng tìm được tiền của tài chính vân 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 thì giúp mình lan tỏa cái nền tảng này. Mình cảm ơn.